Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024. Hội nghị tổng kết các kết luận chương trình của Trung ương, tỉnh ủy và sơ kết công tác dân vận, hoạt động mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Hội thi Em yêu biển đảo Việt Nam dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Crong Búc năm 2024. Ban chỉ huy quân sự huyện ký kết chương trình phối hợp xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Cụm dân vận số 4 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng bò giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiên É. Sáng ngày 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Krông tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban dân vận huyện ủy đã đến dự. Đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đồng chí Inimelo, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân huyện và đồng chí Nguyễn Đình Khả, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện đồng chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, hệ thống trường lớp tiếp tục được quy hoạch phù hợp và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng giáo dục đại trà. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, các cuộc vận động và phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh, tạo động lực cho các hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục đảm bảo xanh sạch đẹp. Kết quả giáo dục, tỷ lệ học sinh từ khối 1 đến khối 4 có 95,74% hoàn thành chất lượng, 99,86% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình lớp học. Khối 6, 7, 8 xếp loại kết quả học tập loại khá tốt đạt 43,27%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi khối 9 là 65,07%. Tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,75%. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 100%. Cũng tại hội nghị đã triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Đây là năm học chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp học từ lớp 1 đến lớp 9. Ngành giáo dục huyện Chromebook quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng. Đồng thời thông qua quyết định của ủy ban dân huyện về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 85 tập thể, 1027 cá nhân có thành tích tốt trong năm học 2023-2024 tặng giấy khen cho 75 tập thể, 240 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Chiều ngày 26 tháng 9, huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết các kết luận chương trình của Trung ương, tỉnh ủy và sơ kết công tác dân vận, hoạt động mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban dân vận và các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện kết luận số 62 ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Kết quả 10 năm thực hiện chương trình số 33 ngày 5 tháng 9 năm 2013 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, 5 năm thực hiện kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác dân tộc. Đồng thời hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, báo cáo tham luận đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận trong 9 tháng đầu năm. Qua đó từ đầu năm 2024 đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện nội dung phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới bám sát yêu cầu thực tế của địa phương công tác dân vận của cơ quan nhà nước có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở Tại hội nghị cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình số 33 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, kết luận số 65 của bộ chính trị và thực hiện kết luận 62 của bộ chính trị trên địa bàn huyện những năm qua. Sáng ngày 27 tháng 9, Ban tổ chức hội thi Em yêu biển đảo Việt Nam dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Crong Búc năm 2024 đã tổ chức khai mạc hội thi. Đồng chí Inimelo, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã đến dự và phát biểu khai mạc hội thi. Thời gian vừa qua, Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Biển đảo Tổ quốc và Chiến sĩ Cảnh sát biển dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Krông Búc năm 2024. Thí sinh tham gia hội thi Em yêu biển đảo Việt Nam lần này đến từ các trường trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Các đội thi tham gia trải qua 3 phần thi bao gồm phần thi trung sức, mỗi đội 5 thành viên tham gia trả lời bộ câu hỏi gồm 10 câu trắc nghiệm theo hình thức chọn đáp án. Phần thi tài năng, mỗi đội cử một thí sinh thuyết trình nội dung theo chủ đề đã được chuẩn bị và phần thi năng khiếu, mỗi đội trình bày một tiết mục âm nhạc về biển đảo Việt Nam theo hình thức đơn ca, tốp ca. Thông qua hội thi lần này là dịp để tuyên truyền và truyền thông chương trình triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đồng thời truyền thông các bằng chứng lịch sử cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo việt nam hình ảnh đất nước con người việt nam và các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo việt nam đồng thời giúp học sinh thể hiện những tình cảm tốt đẹp của mình về biển đảo việt nam qua đó nâng cao tính giáo dục về truyền thống yêu quê hương đất nước khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo Tổ quốc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng là dịp để động viên, khích lệ tinh thần ham học hỏi, cầu thị và nỗ lực trong học tập để có những công hiến tích cực cho sự phát triển của đất nước và trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. sáng ngày 27 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc và Đảng ủy Ủy ban dân xã Trân Né tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn giai đoạn 2024-2029 là đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Trân Né. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc có nhiều hoạt động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương. Qua đó đã có những hỗ trợ tích cực, thiết thực giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ mục đích của việc ký kết chương trình phối hợp lần này là nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị an toàn địa bàn an toàn thành phong trào thật sự thiết thực có phương án chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng an ninh nhân dân giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương trên địa bàn đồng quân góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh vận động quân chúng tham gia nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trân É trong xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn giai đoạn 2024-2029 với các nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. Ngày 27 tháng 9, cụm dân vận số 4 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao tặng bò giống cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Né, huyện Krông Búc. Dự buổi lễ có thượng tá Phạm Phú Châu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy Krông Búc, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 4. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp làm công tác dân vận tham gia chủ trương giảm hộ nghèo bền vững năm 2024 của các đơn vị trong cụm thi đua số 4 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại chương trình các đơn vị trong cụm thi đua số 4 gồm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Crong Năng, E Hà Leo, Crong Búc, Cư Mở Ga và thị xã Buôn Hồ đã trao tặng hai con bò giống cho hộ gia đình ông Cờ Sơ Nai, bà Hợ Oan Ni thường trú tại Buôn Thiếu Một và hộ ông Igon Mờ Lô, bà Hợp Bi Cờ Sơ, thường trú tại Buôn Thiếu Hai. Thông qua chương trình hỗ trợ bò giống cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tại xã Chư Né, huyện Crong Búc, cũng chính là dịp để cán bộ chiến sĩ trong Cụm Dân Vận thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đồng thời khơi dậy trong mỗi cán bộ đảng viên tinh thần tương thân tương ái, đồng cảm chia sẻ với những khó khăn của đồng bào nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân, góp phần giúp người dân cải thiện cuộc sống thông qua hoạt động dân vận thể hiện sự quan tâm của quân đội với cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm truyền thông văn hóa thể thao huyện Cồng Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.